chưa chắc rồi. Đi sao được đúng mấy. Sao tự nhiên rớt màn vậy ông? Hello, hello. Dạ, sao tự nhiên bị rớt màn vậy mấy chị? Hello mấy chị. Không hiểu gì sao bị rớt màn. Hello, chị Quyên được có vô lại chưa? Hello, hello mấy chị, cho em xin lượt chia sẻ nha mấy chị. Hello chị Phạm Châu. Chút đó. Nhắn tin chị Đăng Quyên ơi, tới nãy giờ. Nhắn em nhắn gì chỗ lại. Giá nhiêu ạ? 240k. Ừ. Hello mấy chị. Mình lấy hai bộ này sale giá chút được không sớm? Cho em xin lượt chia sẻ mấy chị ơi. Rồi lên tiếp hàng nha mấy chị. Cái bộ này em còn khoảng cỡ 4-5 bộ nè. Mà cái bộ cô gái này mà chị nào mà chưa có đó. Chị nào mà chưa có thì làm ơn chút liền nha mấy chị nha. Đâu mất cái áo rồi ta. Một cô gái. Đây. Cái bộ này nè mấy chị. Là vải áo. Dạ đây nè mấy chị. Đây là cái bộ cô gái, bộ này là 220. Bộ này thì nói chung là về vải áo và vải quần á thì em nói mấy chị không có điểm trừ nha. Cái độ co giãn của nó rất là nhiều ha. Chốt giùm em là bộ cô gái kèm với lại quần, mà mấy chị coi quần nè. Mấy chị coi quần nè. Trời ơi, cái vải quần á. Em không biết đợt này con xưởng em nó may cái vải quần bằng cái vải gì mà vải in nha mấy chị. Mà đứng lên ngồi xuống nó cũng sướng, mà ngồi xuống đứng lên nó cũng mát nha mấy chị, nó cũng đã nha. Rồi chị nào chốt bộ này thì 220 sale 130 bộ này nha mấy chị nha. Cho nên chị nào chốt bộ này thì mình tranh thủ chốt lên giùm nha mấy chị. Chờ em chút. Ngay Phạm Quân Chiêu, ngay Lê Văn Thoại. Chị ơi, cái bộ đó em chỉ còn size L và XL thôi chị Hoan ơi. À, cái bộ mà cô gái này nãy em còn size L và XL chị ha. Rồi em định đem bao đồ tắm lên em xe cho mấy chị vài chục, mà mấy chị đâu hết trơn hết trọi rồi.
định đem bao đồ tắm lên sale cho mấy chị vài chục ngàn ấy. Mà mấy chị ơi, mấy chị đâu hết rồi? Mấy chị có ở đây không? Mấy chị ơi, có ở đây mấy chị comment lên đi. À, áo 100kg nè mấy chị. Áo này áo 100kg ha. Áo này là áo thun gòn. Mà chị nào mà để mặc những, chị nào mà 100kg mà mặc những con thun gòn này là mấy chị bị sướng như bị ghiền lắm. Rồi sale cho mấy chị với giá 70.000 ha. Sale gì nhỉ? Cái bộ cô gái là chị đang sale 220, sale 130. Rồi chị nào chốt cái áo này 100kg nha, áo thun gân. Chị nào mà chốt áo thun gân này mà size 100kg là mấy chị mặc. Nhận xong cái áo này về là mấy chị sẽ hỏi là Yên ơi, còn cái mẫu gân không? Còn cái mẫu nào mà may bằng thun gân không? Mà thun gân của hàng Việt Nam nó khác với lại thun gân của hàng xưởng nha. Cho nên mấy chị chốt là chốt lẹ con này nè. Chốt cái con 100kg nè. Nó có hai áo 100kg. Hôm qua nó có hai áo này 100kg và một áo sơ mi nhúng 100kg. Đó mà có 60.000 thôi. Có 60.000 thôi mấy chị. Size 65kg. Hai cái mã này nó không có chị không? Biết sao không? Tại vì em đăng Zalo á, cái hình bàn thờ nhà em á, mà cách đây một tuần là con nhỏ nó làm thầy. Nó vô nó cũng giới thiệu nó làm thầy. Rồi cúng nhà, cúng cửa, cúng này kia, xin phép, tài lộc. Rồi em hỏi nó là vậy cúng cái phép mà để bán đất cho được á mấy chị. Thì lấy nhiêu? Thì nó kêu bà bán cái phép, làm cái phép mà để bán đất được thì nó lấy 5 triệu. Mà bán được cái lô đất đó thì nó lấy, nếu mà gia chủ bán được cái lô đất đó thì nó lấy 1% tới 2%. Mà mình nghĩ 1% tới 2% là khác mẹ gì tập sống khác nhiêu ký thì khác mẹ gì là mình đi làm cò vậy thôi, làm cò chứ. Mình làm phép rồi lỡ người ta có duyên người ta tự bán được sao. Còn riêng thầy em á là nếu mà người quen người lạ thì em không biết, nếu người quen như hồi bữa 17 âm lịch thầy ghé nhà em á, thầy đâu có lấy tiền ai đâu, thầy chữa bệnh rồi thầy đâu có lấy tiền ai, bị tà ma quỷ đạo đồ là qua thầy em chữa miễn phí luôn. Bộ cô gái của Kim Cương, bộ cô gái 130 của Kim Cương nè đó, mà ấy là kiểu như chị vô chị vẽ mình á, cái xong tự nhiên 90kg là hơi rộng á em, rồi chị vô chị vẽ mình là hả, tự nhiên chụp cái bàn thờ lên, chị nói là đã thờ tượng rồi mà thờ tam thế Phật là nó nặng nề trong nhà, trời đất ơi. Nếu mình có điều kiện là mình thờ Phật chứ có sao đâu chị. Mình không nói gì phong thủy nha, mà mình nói đúng luôn. Ví dụ thờ thần tài ông địa là nơi để ông bà gia tổ gia tiên cư ngụ vào thì không nói. Còn ví dụ như mình đủ điều kiện thì mình thờ Phật là tốt. Mà thờ ở đâu, ta nói là họ có cái câu là Phật là mẹ thì cái gì mẹ cũng có thể du dương được hết. Ví dụ cái lòng của mình mà mình không có chỗ ở, mà mình có một cái phòng trọ như đây mà mình thờ ngay chỗ ngủ mình nó cũng được mấy chị. Mà vô phán như đúng rồi, nên nãy em giờ em cãi lộn. Rồi là gì gia tài, bệnh đau, rồi giờ gia trang lục đục, rồi làm không có tiền có bạc. Giờ chẳng lẽ em nói ra thì mình kêu là mình bị ở trên mây, thôi mình ở dưới đất đi. Đó. Nói ra thì mình 90kg cao. 90kg áo nó rộng á, tập sống khác. Yên còn một con đầm nhung nè. Mà chị nào 70kg đến 80kg hốt con này nè. Con này là 200 à, con này là 208 sale cho mấy chị à. Thôi còn con sale 160 đi. Nhưng mà mấy chị biết sao không? Em thích cái con đầm này lắm. Trong tất cả những mẫu đầm nhung em thích cái con đầm nhung nữa. Tay xuống ở dưới lấy cái hàng lên đi. Lấy một cái bao bỏ những cái thứ size L lên đây để like. Những cái hàng mới từ Tết cho về của Trang á. Đây nè mấy chị. Khi mà mấy chị mặc con đầm này cái tay nó lên cái form đẹp lắm. Đầm ngọc trai là đầm này 300 nha. Xin lỗi mấy chị, đầm này 300 sale cho mấy chị 170 đi ha. Đầm này 300 và đầm này là size 72 đi. 70 tới 80kg hoặc 72 tới 80kg cũng được. Và đầm này khi mấy chị làm ơn mấy chị để dành mặc con đầm này đi tiệc nè.
Em nói không có nói điêu đâu mấy chị, mà mấy chị coi cái tay, cái tay với cái cổ đầm lên như công chúa mấy chị. Cái tay với cái cổ đầm nó lên như công chúa đó mấy chị nè. Đó cho mấy chị coi phơm nè. Đầm với tay khi mặc lên nó như công chúa cho mấy chị ha. Và đầm này thì size 70 đến 80 kg mấy chị. Đầm này size 70 đến 80 kg nha. Đầm này tí em treo lên nè. Hình như còn hai con mấy chị ơi. Em còn hai con. Đó, đầm này em còn hai con nha. 80kg là mặc vừa sức luôn á chị. Là em với chị Trang Ngô là một size á. Cứ 80kg là mặc size XL cho em, 70 đến 80kg là mặc size XL, nhỉnh nhỉnh 1 2kg cũng được chị Trang Ngô. À 60kg thì không vừa chị. 60kg mà chừng nào em nói là cái bộ này 60 đến 70kg là chị Trang mặc cái bộ đó vừa. Tại vì một khi mà chị 60kg là chị cũng đã hơi rộng rồi ha. Đó. Đầm 170 của Dung Kim Ngô cái gì? Đầm 170 của chị Dung Kim Dung Kim Ngô Thị nè. Rồi đầm 170 của chị Nguyễn Trang nè, qua bên kia lấy nè. Đầm 170 của Nguyễn Trang nè. Bài bán cho hết, mỗi mẫu nó còn có một cái nha mấy chị ạ. À. Mỗi mẫu nó còn một cái nha. Rồi em lên cho mấy chị một mã quần rêu. Mã này 60 đến 62, 65, 66 kg nè. Mã này hàng Việt Nam xuất khẩu, mã này 180, em xe cho mấy chị 100. Chốt giùm em mã quần rêu nha, đầm nhung hết rồi nha. Chốt giùm em mã quần rêu. Mã quần rêu kèm số ký nha mấy chị. Quần rêu kèm số ký. Chị nào chốt quần rêu. Mấy cái bộ mà 200 cái trên này đủ mẫu rồi nhân tiên. Đừng lấy nữa. Cái này có đủ mẫu cái đó rồi. Đây là đầm cô Long Dương Quá. Đầm này mấy chị mua để dành đi tiệc nha mấy chị nha. Đầm này mấy chị mua để dành đi tiệc cho em. Đây là đầm cô Long Dương Quá, có nghĩa là đầm một tay á. Mà tay bên này thì tay cánh tiên nha mấy chị nha. Đó, đầm nè, phơm đầm nè. Đầm này làm 280 sale mấy chị, 120 đầm này ha. Chị xem lại bộ rớt vai đi. Cái bộ rớt vai đó khi cầm lên đó chị Thùy, chị không có thấy nó được cái phơm. Đó. Vậy hồi lúc 8 giờ à anh. Mà tại vì like xong không có người cái tắt xong mà giờ mới bắt like lại. Chồng em để kiển anh. Chồng em là để chỉ có tối dọc dọc bóp bóp rồi chơi thôi chứ chồng em để kiển nha. Hả? À, được cái mấy cái việc mà nội trợ đó, đổ bô rồi đó là chồng em rất là đảm đang. Là cái bộ đó đó chị Trần Thùy Ti ơi. Đó, lấy cái bao kia vô đi. Cái bao kia. Để em đưa lên cho chị coi. Nhưng mà tụi nó may vải không coi giản, em may vải coi giản rất là đẹp chị Thùy. Nói chứ ấy là mới về tối hôm qua chị Thùy lấy hai bộ thì em bớt được mỗi bộ 10.000. Đó là bớt vui cho khách quen thôi chứ em bán hàng là như chị thấy hôm qua khách mà vô trẻ giá em nẻ đạn liền không? Em nẻ đạn liền. Nẻ đạn liền chị nha. Thứ nhất đó, cái con chân váy quần nó là con chân váy quần xếp ly chị, là y chang hình luôn. Nè, chân váy quần xếp ly mà con này chị coi nó may vải coi dạng nó rất là đẹp, lên phơm nó cũng đẹp nữa đó. Rồi, đây nè. Áo nè mấy chị. Áo, sao mà dạng chi vậy bây? Áo nè. Đó, khi mà chị mặc lên đó chị. Khi mà chị mặc lên đó, cái tự cái phơm này nó bắt chéo nó làm rất là đẹp mấy chị. Cái phơm này nó bắt chéo lên làm rất là đẹp luôn. Và đây là cái tay rớt của mấy chị nè. Tay rớt nè. Cái phơm này lên nó dịu dàng, nó nữ tính và cái quan trọng, chị coi cái đường đẹp ở trước của nó nè. Nó đẹp kiểu của cái trước bụng nó làm khi mấy chị mặc lên á. Cái bụng nó chạy đường cong rất là dễ thương. Và cái quan trọng ở đây cái vải nó rất là đẹp mấy chị. Cái quan trọng cái vải đây nó đẹp cực kỳ. Cái bộ này coi thử giá nhiều tí. 250 chị. Bộ này 250. Mà bộ này chế nào mặc lên là thích cái phơm dịu dàng mà nhẹ nhàng mà kiểu rớt vai nữ tính là nên mặc cái bộ này nè. Nên mặc cái bộ này, bộ này 250. Bộ này bán 240 đi. Đi lên bill bán 240 bộ này à. Rồi 240 bộ đó nha. Đây là cái gì vậy Tuy? Đó, đồ gì dữ đó. Rồi đầm rồi đưa lên lầu chưa? Chưa. Dạ, cái hàng nhà dưới là hàng mới hết đó con. Đúng rồi. Rồi. Lên khoảng có trả lại hơi nói. Thì đơn có đơn người 601 mà tiền thâu tính thua còn có 290. Sao không đưa cục hàng về luôn khỏi giao? Không biết, anh Phước kêu sửa vậy.
Sao không đưa cục hàng của Lam Thảo về luôn, hỏi giao, hỏi giao hàng luôn. Rồi ta nhắn cho anh shipper nha, lấy 240 size L tính cho chị Trần từ 230 đi, cho chị mở hàng đi. Giao chưa? Kiểm tra trong bill app đi, tao hủy luôn, khỏi đéo bán luôn. Khỏi bán. Chọn Lam Thảo đó cho tao. Chị hỏi anh thuốc thử, hỏi trước đi rồi rồi nó lại tặng thuốc em sửa. Coi trên án đây, coi thử là sửa chưa? Em sửa rồi nhưng mà ý là chưa, đang giao hàng chứ chưa giao tới. Rồi tao, hủy luôn để tao sửa. Hỏi anh thử. Hủy luôn bill Lam Thảo đi. 690 phải không? Hủy bill giao hàng, hoàn hàng về cho tao. Hoàn hàng của Lam Thảo về. Nhắn tin đi, bill của chị em không giao, hoàn hàng về. Vô sửa cái bill Lam Thảo lại 690 rồi gọi điện anh Phước kêu cho cái mã cho tao. Không có giao hàng của Lam Thảo, khỏi giao. Hẹn gì đi xuống dưới lấy một cái đầm hồng cần thiết, còn còn 3 món kia trẻ gì à? Khỏi giao, khỏi bán. Hết áo khoác rồi. Lấy một bộ size L cho Trần Thùy chưa? 230. Khỏi giao đi. Cái cục hàng bơm gì cũng khỏi giao luôn. 230. 240. 240 đúng không chị? 230. Rồi yên lên, tính gì 230. Em lên với mấy chị một cái đầm body coi caro nè. Khỏi giao, khỏi bán. Sửa lại cái bill 659 này rồi gọi cho anh Phước xin cái mã. Rồi yên lên với mấy chị một con đầm body nè. Con này là đầm body caro nha. Body caro. Nghĩ sao mà cái bill 601 đi xuống nhận đúng cái đầm sale, khỏi bán. Khỏi bán cho khỏi nhức đầu. Đô la đâu rồi? Cái đó là đầm body nha mấy chị. Có áo khoác thun không chứ? Hôm qua sale bao áo khoác hàng Quảng Châu quá trời đẹp ti. Lấy cái áo khoác caro. Áo khoác quả trong đây chưa? Áo khoác 88 nhà dưới á. Lấy size XL lên đây mặc cho chị Tuyền coi. Nhưng mà khi mấy chị mặc cái mã này lên nè, cái áo nè, nghĩ sao mà bill xuống dưới 600 mấy, tiền ship 50 mấy 60 ngàn đi lấy đúng cái đầm sale. Bỏ mẹ đi, khỏi bán đi. Tào lao. Mà cái con áo khoác của cái đầm này nó đẹp lắm nha mấy chị. Con áo khoác của cái đầm này nó đẹp dã man luôn. Và đầm này có size từ 60 đến 100 kg. Nói ra thì nói sao khó chịu. Sao mày lấy thêm một bộ size L nữa cho chị Trần Thùy nè. Lấy thêm bộ size L nữa cho chị Trần Thùy. Rồi bộ này đầm body này bán cho mấy chị với giá là, đầm body này là 280 ngàn nha mấy chị nha. Nói chứ thông cảm cũng vừa phải thôi chứ. Hỏi bán. Hỏi bán cho hàng về đi. Chị Nguyễn Thanh Tuyền em lên áo khoác cho chị 180 nè. Hàng này là hàng xưởng nhà Yên, mà hàng này là mấy chị đi chơi đồ được nha. Tại vì con áo khoác này khi mấy chị mặc lên nó không có bị bần. Có những con mặc lên nó rất là bần nha mấy chị. Và con này mặc lên không có bần mà sang chảnh lắm. Dắt con kính lên đường dây kéo nữa là y tô mì tôm. À. Dắt dắt một con gì? Dắt lên chị xem áo lễ đen có 3 cái bông. Áo lễ đen có 3 cái bông nữa. Có trong nào? Trong bên nữa luôn. Đâu? Có trong đó. Là áo nào ta? Áo lễ mà có 3 cái bông. Có 3 bông nè. À, áo này là không có co giãn nha chị. Rồi chị nào chốt áo khoác chốt lên giúp giùm cho em áo khoác kèm số ký nha mấy chị nha. Áo khoác kèm số ký. Xin anh Phước nha. Sửa là 69 có giao được thì giao, còn giao không được đem hàng về. Rồi chị nào chốt áo khoác này thì chốt giùm cho em. Nghĩ sao mua hàng sale mà cái bill ship của người ta gần 60 ngàn, phụ biết bao nhiêu người trọng. Đi xuống lấy đúng đầm sale còn nhiêu trẻ gì tào lao. Trời ơi, tôi là thà tốn 101 ngàn tiền ship để đồ về nhà chơi vậy đó. Tôi bị đứt dây mà mấy chị. Đừng nói chuyện mà tào lao với tôi. Giờ xuống dưới lấy cái đầm 109 còn cục hàng dội về tiếp cho nó tính tiếp ship tôi. Quên đi mấy chị. Đầm đen 3 cái bông bông đá. Nói rồi, một ngày bán vài cái hàng, 5-7 cái bill cũng được rồi nha. Không có nhí nha nhí nhảnh. Cái form áo này đó chị Thùy, khi mà lên form với lại quần tây rất là đẹp. Em nói với chị là rất là đẹp luôn. Nhưng mà mỗi tội là mấy chị đã mặc cái hàng co giãn quen rồi. Thì khi mà em may cái form này lên nó không co giãn thì mấy chị lại không chịu.
Nhưng mà ở sau lưng nó có chung thun hết, cho nên mấy chị đừng sợ chật ha. Lên cái form của cái áo này nè, em nói mấy chị đẹp mê mẩn luôn. Nó đẹp lắm, nó làm từ cái cúc ngực tới cái phòng lên trên này. Nó là may bằng vải tổ ong này, cho nên khi cái hình với cái form nó lên y chang hình luôn mấy chị. Nó lên dúng hình 100% luôn nghe mấy chị. Dúng hình 100% cái áo này. Mà lên form cũng dúng, nhưng mà mỗi tội là hình á thì là tay dài. Còn áo này thì em may tới tay lửng, tại em sợ tay dài mấy chị sẽ bùng binh búng bính thì may tới tay lửng. Và cái tay thì nó có xếp ly lên, cho nên nó hơi kiểu như nó không có thẳng đét ra, là làm cái áo nó không có điểm nhấn, mà cái áo thì nó bị kiểu như phồng lên á. Cái tay nó phồng lên vậy nè mấy chị. Cái tay nó kiểu là tay phồng á, cho nên khi mấy chị mặc á nó sẽ làm cho mấy chị giảm được cái độ bắp tay lớn luôn ha. Và áo này là 180.000 nè mấy chị. Áo này 180.000 áo này. Nên chị nào chốt áo 108 chốt lên giúp giùm em áo 108 kèm số ký nha. Áo này thì size 100 kg đã hết mấy chị. Mày có lấy áo lẻ rồi lên không công ty? Đây là cái bộ hôm qua, tối hôm qua giờ khách đặt cũng khoảng chục bộ nè mấy chị. Đây là cái bộ mà hôm qua giờ khách đặt khoảng cỡ chục bộ. Mà tối hôm qua mấy chị thấy em mặc cái bộ này lên mấy chị cũng mê. Tối qua mấy chị thấy em mặc cái chân váy này, cái bộ chân váy này lên mấy chị cũng mê. Cái này là cắt rập xong rồi đi in nè mấy chị, cho nên nó rất là, nhìn nó rất là lạ. Bộ này thì mấy chị sẽ thấy những size nhỏ nhiều mà size lớn chưa có đúng không? Thì hôm nay Yên May size lớn cho mấy chị nè. Hơi bị xinh nha mấy chị. Kèm với lại áo cổ đổ. Bộ này là 280.000, bộ này mấy chị mua để dành đi tiệc nha. Bộ này mấy chị làm ơn mua để dành đi tiệc cho em. Mua bộ này đi mấy chị để dành đi tiệc cho khỏi đụng hàng và cho sang chẳng nha mấy chị nha. Rồi chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm cho em bộ này nha mấy chị nha. Chốt lên giúp giùm cho em bộ in hình ha. Bộ này là 280.000. Vải áo và vải quần thì nó không có. Vải áo và vải quần thì nó không có co giãn, nhưng mà đã may trừ hao thoải mái cho những chị mà ví dụ như 70-80 kg. Thì 80 kg mấy chị mặc cũng không có bị kích nha. Ok mấy chị. Rồi em lên tiếp cho mấy chị mã này nè. Mã này thì 200.000 một bộ mấy chị. Lấy em bộ đó để đi nha. Trời ơi bộ này là hơi bị đẹp lắm Hồng Mỹ Chi. Lấy bộ in hồi sáng hả Ti ơi. Bộ in hồi sáng size XL cho chị Hồng Mỹ Chi. Áo đen size L, áo đen 3 nút size L của Trần Thùy luôn. Rồi Yên lên tiếp những cái bộ 200.000. Tổng bộ này có tổng cộng 4 mẫu. Tất cả là đều vải lụa đi in hết nha mấy chị nha. Chốt giùm em bộ quần đen. Bộ con cọp quần đen nè mấy chị. Chốt giúp giùm em bộ con cọp quần đen. Chị nào chốt con cọp quần đen chốt rồi lộn đưa lộn. Bộ in giúp lơ nè. Bộ in 208 của chị Hồng Mỹ Chi nè. Rồi chốt giùm em bộ con cọp quần đen nha mấy chị nha. Áo kia size L của chị Trần Thùy 108. Rồi đây nè mấy chị. Chốt giùm em bộ này. Bộ này chốt giùm em là bộ quần màu đen mấy chị. Rồi đưa mấy cái bộ qua hết cho chị đi. Vậy thì tối nay làm bill, tối nay like xong rồi tối làm bill mai nó đi luôn chị. Để xài lên. Hôm qua mấy chị mua áo ấy chưa? Hôm qua mấy chị bộ này cũng đẹp nè chị Hồng Mỹ Chi. Bộ này đi chơi mang cái giày thể thao nè chị. Bộ này đi chơi mang cái giày thể thao là em nói mấy chị bao xịn mịn luôn nè. Bao sang, bao xịn, bao mịn là bộ này nè mấy chị. Hơi bị dễ thương nha. Dễ thương cực kỳ. Mấy bộ này là mấy chị mặc lên là mấy chị ghiền. Bao ghiền cho mấy chị luôn á. Bao ghiền, bao xinh luôn. Chị nào chốt bộ cà phê chốt lên giúp giùm em bộ cà phê nè. Bộ cà phê kèm số ký nè. Đó. Đây nè mấy chị. Hơi bị xinh nha. Bi chụp cái màn hình lúc này lại đi. Bi chụp cái bộ đồ lại nè Bi. Chụp lại bộ đồ lại chị. Không thích kín đáo. Không thích kín đáo. Ủa bánh gì? Gửi qua cho chị. Bộ này chụp hình xong gửi em để em đăng nè. Tại có ảnh không đăng được. Để tối thì chụp hình. Mới nè. Để tối thì chụp hình. Kêu gửi cho một các bạn, gửi cho một các bạn không không đồng ý.
không thích kín đáo. À, Bi gửi qua cho chị chưa? Ủa tao mới chưa, tao mới chưa tải hình về đâu rồi, Bi sao rồi đi em? Rồi bộ cà phê này là 250.000 nha mấy chị. Bộ cà phê này kèm với lại chân váy quần. Bộ này để em ti. Bộ này là em nói cái vải màu bò nè. À, nói chung là cái vải màu bò nó không có đụng hàng đụng háng với em nào luôn á mấy chị. À, xếp lại đi Pi ơi. Không thích kín đáo. Ủa sao hổm giờ chị chốt cái đầm body đen mà có áo khoác bên ngoài chưa chị Hồng Mỹ Chi? Đầm body đen mà có áo khoác vôn bên ngoài cột tà mà có 250.000 rất là đẹp nha mấy chị. Cho nên chị nào chưa chốt mã đó thì chốt giùm cho em nha. Chưa chốt mã đó. Rồi bộ này thì chỉ còn size từ trên 80kg thôi mấy chị. Bộ này thì còn size trên 80kg. À trên 70kg, 70 đến 80kg là một size. Bộ này là 200.000 nè. Tối qua em mặc bộ này cái ông Phước ông phái phái chảy nước miếng. Thế là cũng đổ lại để lại một bộ. Đó. Chốt giùm em là bộ trái tim. Chị nào chốt bộ trái tim thì chốt lên giúp giùm em bộ trái tim nha mấy chị nha. Bộ trái tim kèm số ký, bộ này còn hai size. Size XL là 70 đến 80kg, size 2X là 80 đến 90kg chị. Đó. Bộ này nè mấy chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm cho em bộ này kèm số ký nha mấy chị nha. Chốt lên giúp giùm em bộ sọc áo trái tim. À, bộ sọc áo trái tim Ti về đi mua gạo đi Ti ơi. Với lại mua chút rau với tao chưa xẻ thịt cho nên thôi lại mua 10-15 ngàn tiền thịt nạc về đi. Để chút về nấu nồi canh luôn đi đi. Rồi bộ này chốt giùm em Ti, Ti lấy cái bịch đi. Chốt giùm em bộ trái tim Bi đưa cái bộ ấy vô. Đưa bộ kia lên chị. Bộ trái tim kèm số ký nha mấy chị nha. Bộ này là 220 ngàn. 220 ngàn bộ trái tim kèm số ký. Gì vậy? Bộ trái tim của chị Diệp Kim Chi. Bộ này vải đẹp lắm chị Diệp Kim Chi, 200 ngàn của chị Diệp Kim Chi. Rồi chị nào chưa chốt bộ cô gái sale 130 thì nói Yên lên nha. Rồi em lên cho mấy chị mã này Yên còn được 3 cái đầm. Mã này 280 sale 140. 280 sale 140, mã này em còn 3 cái đầm nha mấy chị. Mã này còn đúng một size trên L thôi mà mã này mặc lên gọn lắm. Thứ nhất là mấy chị coi form trước với vải này nó làm vải rất là đẹp. Ở trước nó có làm nhíu ngực nè mấy chị. Ở trước làm nhíu ngực nè. Và ở sau nè, ở dưới nè mấy chị thấy không? Ở dưới nó làm xếp ly qua để mà khi mấy chị mặc lên nó che được cái này mấy chị. Và ở sau nó có lưng nhúng. Và ở sau có lưng nhúng nha mấy chị nha. Cho nên chị nào chốt bộ này Ti Ti, xuống dưới lấy mấy cục thịt nhà dưới bỏ bịch đem về luôn Ti để bỏ ở ngoài luôn nha. Để trước chị coi cái gì chị nấu, chị khờ chị mua cải chua rồi chị nấu. Bộ này là chốt giùm em, đợt cái này là đầm nha mấy chị, đầm này ý sale cho mấy chị với giá là 140.000 và nó còn đúng một size thôi. Nó còn đúng một size là size này là nó size 70 đến 80 kg mấy chị. Hồi nãy em có một con đầm trắng là chị Diệp Kim Chi, 280 sale 150 hàng khách bơm. Vải đẹp vô số kể, vải co giãn mà đẹp cực kỳ luôn mấy chị nè. Mà đá này là đá kết tây nữa ha. Đá này là đá kết tây nữa nè mấy chị. Mấy chị mà mặc con này đi tiệc làm em nói mấy chị sang xịn mịn luôn. 70 đến 80 kg, 280 sale 150 đầm trắng. Chị nào chốt đầm trắng chốt lên giúp giùm cho em đầm trắng kèm số ký nha mấy chị nha. Còn ai nãy đầu like chưa chốt đầm body á thì nên chốt ha. Đầm body thì khỏi cần nói về cái đầm body rồi. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp mà áo cho mấy chị. Dạ áo này thì Yên còn, áo này thì áo khoét nè. Áo khoét oval thì Yên còn size này là à, màu đen thì còn size L thôi. Size L thì 60 đến 75 kg mà em 80 kg em mặc vẫn vừa. Cho nên chị nào ưng mã này thì cứ chốt mã này cho em ha. Rồi, áo này là 80 ngàn nha mấy chị. Tại em đang mặc cà rộp tập á. Áo này 80 ngàn nè mấy chị, áo đen. Áo đen này nó là size L nhưng mà 60 đến 75 kg mặc vừa áo đen này. Thun gân. Con này bán cho mấy chị với giá 80 ngàn áo đen. Áo này nó có hai màu mấy chị. Ủa Ti áo tím sao không đem lên Ti?
Áo tím một cái bao áo gân đen hết Ti ạ. Không. Nó có một màu tím nhạt nữa nha mấy chị. Áo 80 ngàn này nó có một màu tím nhạt nữa. Cho nên chị nào chốt màu tím nhạt thì chốt lên giúp giùm cho em tím nhạt thôi mấy chị ha. Nó có một màu tím nhạt nữa nè. Tím trong cái bao gân đen á. Sao à? Không chịu vô hả? Chị vô. Ơ à, do mày ăn ở bây giờ. Rồi nằm coi cái ẩm lên kìa. Coi ẩm lên. Áo này nó có một màu. Ủa lấy lên chưa Ti? Ủa vậy mày rút cái áo đen nào trong cái bao tím nhạt chứ hơi có một hai cái vàng vàng á. Vậy chứ mày rút cái đen này ở đâu lên nè? À, mình lấy một hộp cà phê. Ủa em có bán gì đâu mà hộp cà phê chị Lai Trương. Để em lát của anh thức bán với chị à. Em có bán cà phê. Chị mua cà phê giảm cân em đâu có bán. Hồi xưa em bán giảm cân thấy em kiếm vài chục triệu á. Mà em bán phá giá lắm. Nhưng mà mấy chị biết sao không? Đúng rồi. Nó có một màu nữa nè mấy chị. Rút màu này ra. Nó có một màu nữa, màu tím nhưng mà còn size lớn không. Trời ơi thôi. Đừng uống hàng giảm cân mấy chị. Hàng giảm cân mà sau này tự nhiên có một ngày đẹp trời cái nó add em vô cái group. Cái group nói về những chuyện bạo đồng. Ôi lộn. Nói những chuyện mà tào lao, những cái chuyện mà chuyện mặt nền xấu ở sau. Thế là từ đó em rút ra khỏi xã hội liền. Em rút ra khỏi group liền nè. Còn size từ trên 75kg nè mấy chị. Còn size 70-75kg trở lên là màu tím nè. Màu tím gân nó làm rất là đẹp nha mấy chị. Màu tím gân nó làm rất là đẹp luôn ha. Đấy. Chị nào chốt đen thì chốt đen có khi nào cỡ luôn. Nó bay luôn cái áo. Vô đây. Thằng Ti nó đi đâu kệ nó. Có 80 ngàn rồi nha. Còn chị nha. Muốn mua cà phê chồng em muốn thì em về em lấy cà phê của chồng em muốn. Đó, đi vừa lòng. Đô la. Vô bé béo. Trời ơi mày. Lát tụi mày tới chỗ tao xin ăn đi. Đó, cái mặt mày ăn ở sao. Vô đây mày béo. Vô đây. Vô đây. Bước lẹ lên. Chó không có ai mà đi chậm như con hết trơn á. Nó đi mà kêu nãy giờ. Bước ra đây. Đứng ra đây. Đứng lên cho đàng hoàng và ra con người nghe. Ôi là trời đó đứng lên á. Đứng im cho mẹ buôn bán. Rồi yên lên cho mấy chị một mã hàng áo. Áo này là bán cho mấy chị với giá là áo này nè. Áo này sale cho mấy chị với giá 90 ngàn nha. Chứ mà em chụp hình lên em mặc em chụp hình lên là em không bán giá đây nha mấy chị. Em bán phải 150 nha. Áo xanh đang mặc hồi bữa ế kêu mọi người mua không mua xong giờ thành. Tôi mặc thành áo cà rộp tộp luôn ha. Mở sau nó làm chéo lưng đẹp lắm. Áo này mai mốt mà mặc đi tập nhảy cũng được. À, chị nào chốt mã áo đen này thì chốt lên giúp giùm em nha. Mày ăn ở sao á Bi. Rồi em lên tiếp cho mấy chị mã áo cam nè. Mã áo cam này thì 90 ngàn mấy chị. Mã cam này thì 90 ngàn thun gân đẹp lắm. Mã cam 90 ngàn. Trời ơi về mặc thử đi rồi. Đẹp hay xấu là biết liền à. Rồi mã cam này nó có hai màu. Một màu cam và một màu hồng. Rồi ngó bộ mấy chị giờ chưa có dậy phải không. Mấy chị chưa có dậy thì em xuống like nha. Áo đen đẹp lắm Như Quỳnh. Đây là áo hồng cánh sen nè. Áo đen của Nguyễn Ngọc Thảo. Rồi đi kiếm cái bao này đi bây giờ. Cái áo đen này đi kiếm cái bao đi. Áo đen này của chị. Của chị Nguyễn Ngọc Thảo trước này nè. Áo đen mà tối qua nó nằm trong cái bao đen đem xuống. Không biết Ti nó để đâu. Ế của anh. Bữa bị ế hai cái lần á nè. Áo đen này là của Nguyễn Ngọc Thảo. Rồi áo đen này phơm đẹp lắm, mặc lên phát là mê. 90 ngàn. Là đen size L mặc hơi bị kích á. Mặc lên phát là mê mẩn lắm Nhi. Cái áo này mặc lên áo hàng sale mà. Hàng sale mày cũng giới thiệu dữ lắm. Hàng sale cũng giới thiệu dữ lắm.
Rồi lên cho mấy chị nè, nãy quên rồi kêu Ti nó đi à. Ai đi lấy hàng à, ai lấy hàng bán không biết nữa. Nè áo này tối hôm qua về nè chị Giang 80.000 nè, chị Giang mặc áo này nè. Hơi bị đẹp luôn. Kiếm cái bao nó nằm trong bao đen nó tối hôm qua like. Coi thử có phải bao đen trên cùng kia không đó. Bao đây này ta bi, bao trắng thì phải không? Kia kìa. Đó, coi phải cái đó là cái gì? Cô Long hả? Quay ra trước coi thử nó là cái gì? Cô Long vậy coi thử cái bao nó nằm ở đâu. Nguyễn Tiên. Coi thử cái bao nó nằm ở đâu. Áo đen nó bận đẹp mà vừa ốm vừa gọn nữa chị. Rồi áo lông chuột này nha, áo lông chuột 80.000 vải đẹp lắm. Áo lông chuột này nó có hai màu mấy chị. Nó có một màu tím và nó có một màu lông chuột nha. Nó có màu tím và màu lông chuột mấy chị. Size gì chị? Size L. Size L với L bây giờ nè mấy chị. Cái áo này vải nó rất là đẹp, khi mấy chị mặc ra cái tự cái hình oval chỗ đây nó tự căng ra. Và đợt này bên em nó may thun bằng chỉ thun luôn, cho nên khi mà kéo ra thì nó thoải mái lắm mấy chị. Nó không có bị bực chỉ giống cái bộ sọc ha. Áo đen vải tổ ong. Áo đen vải tổ ong không giảm 75 kg. À rồi, Nguyễn Thanh Tuyền biết áo đó rồi. Áo tím của chị ra thun. Rồi rồi, tay L à, chị ấy chưa có chốt, để mặc lại. Bi xuống Bi kiếm cái áo này nè Bi. Cái áo tổ ong ở nhà dưới á Bi. Áo tổ ong ở nhà dưới á, áo mà ghi là áo 108, áo có 3 cái nút đá đó, lấy size XL lên. Với lại áo tím này size XL nữa nè Bi. Nhà dưới á. Cái áo này vải đẹp lắm. Cái áo này mà em mặc lên là chị ra thun bị mê á. Mê cái form lên, với lại đáng lẽ hồi sáng mặc cái áo đó với cái áo lông chuột lên á, mà bóc sau lộn qua cái áo này, thế là mặc lên còn khói nữa mấy chị. Hàng Việt Nam xuất khẩu, để bữa nay em đi kiếm những cái mã này cho mấy chị mặc nè, nó khoái lắm. Rồi lấy áo tím nữa. Rồi áo này của chị Nguyễn Thanh Tuyền 108 nè. Áo tím này nè, XL. Chị Nguyễn Thanh Tuyền 108 nè. À ra thun 70 mấy kg nè. Rồi ra thun 80.000 nè. Ra thun 80.000. À, cái áo này cũng là cái áo mà khoét oval, nó có màu đen, nó có màu tím và màu vàng. Đó, màu vàng này khoảng cỡ dưới 72, 73, 74 kg nè. Màu vàng XL, với lại nó chỉ còn đúng hai con vàng, vàng L và đen L, là hai con này dưới 75 kg. Cho nên chị nào chốt cái con áo này em mặc thử thì chốt nhanh đi ha. Chốt nhanh cái con áo khoét oval này 60 đến 75 kg thun gân nè, 80.000 con. Rồi áo này sale 90 nè, áo này nãy chị Trần Thùy khen đẹp nè. Áo này chị Nhi á, chị Nhi nên lấy đây nè. Áo này xinh lắm. Áo này 150, 160 sale 90 đầu đô la đâu. Ủa em có mới mở cửa ra. Đô la ơi. Không, mới mở cửa có đô la còn ngoài đó gì. Đô la. Trời ơi, mày đi đâu vô đó vậy trời. Đi ra đây. Tao mệt mỏi quá. Xinh không mấy chị? Trời ơi, áo này nó vải nó đã nè, nó xinh dễ sợ. 90.000. Em nói rồi, tại vì bây giờ đang sale thôi, chứ tại tối qua đem đồ về mà quên chụp mã này, mà chụp hình lên là em sẽ không bán mã này giá này. Đó. Lấy áo đen này bây giờ, áo đen à. Áo đen dây á không chị, 90.000. Áo đen dây 85 kg của chị Dung. 90.000 đây đây chị Quỳnh đây con. Con ra Quỳnh đây. Áo này chị Dung kim mặc lên nó sướng lắm. Mà chị Dung Kim mặc cái áo này nè, có size 90 kg, có size 85 kg. Cái con áo 80.000 nè, chị Dung Kim mặc với lại chân váy quần giống như em đang mặc nè, nó cực kỳ gọn và nó cực kỳ sướng luôn. Có size chị, nếu như chị Phan Mai là size 60 đến 70 kg, là một size nha. Đó. Bây giờ xuống lấy chị một con áo đen XL của chị Biên Thùy nữa, mới in xong đó con. Biên Thùy 90 kg. Ừ. Áo dây đen giống như chị đang mặc nè, hai con. Của chị Nguyên Thủy một con, của chị Biên Thùy một con. 90 kg. Rồi chị nào chốt mã này chốt. Lấy lông chuột hả chị? Lông chuột 90 kg có luôn nha. Lông chuột là sát nắp chắc oval nha. Hết giấy hả con? Rồi đang lấy chị. Chị Nguyên Thuy đợi em tí nha, cũng đang lấy luôn. Chị Nguyên Thuy 75 kg nốt luôn nha mấy đứa. Rồi mới nói. Biên Thùy là XL. Gì vậy? Hai bộ XL á. Biên Thùy là 80, Biên Thùy là 90.000.
Bên thì 90 ngàn gì đó hả? Đâu đâu, à đúng rồi. Ủa áo đen hay mà bây giờ áo đen nãy lấy cho chị Dung Kim chưa? Tay gì vậy? Hai Dung Kim là hai ịt nha. Rồi biên thì vậy cái đây XL nè, bi đi đổi tiếp đi. Rồi XL của chị Nguyên Thuy chưa? Rồi chúc bi Nguyên Thuy đi. Còn không kiếm anh kêu vàng à, tuy cái Nguyên Thuy nó dễ lộn lắm. Rồi Nguyên Thuy nè. Đợi chút chị Dung Kim ơi, nó hết giấy in đó. Rồi Nguyên Thuy. Áo yêu đang mặc có co giãn không? Áo đen này có co giãn nha, co giãn sướng lắm. Áo đen này nè. Rồi lông xong chưa? Rồi lông chuột của Dung Kim Ngô Thị 80 ngàn nè. 80 ngàn là hàng chính quy mà vải rất là đẹp nha mấy chị. Áo này, áo đen này mà mấy chị không chốt là mai mốt mấy chị mặc với chân váy quần rồi vô. Mấy chị không có áo để mặc đẹp với cái phơm đâu. Mặc với lại những cái chân, con chân váy quần mà giống như Yên bán tối hôm qua, chân váy quần xếp ly á. Nó rất là đẹp luôn mấy chị. Nó đẹp bà cố nội luôn, chứ không phải đẹp thường đâu mấy chị. Nó đẹp bà cố nội nha. Đi, đi nô lao đi, à, nó kêu đi, đó đó, đi là coi nè, coi nè. Đó, đi là vậy nè. Nó đi là trời ơi, kêu nó đi một cái là... Muốn đi đâu, đi làm đĩ không? Thương quá là thương rồi. Còn thơm, thơm lừng luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. À chị nào mà chưa chốt bộ cô gái chốt nha. Bộ cô gái còn một bộ nè. Bộ cô gái còn hai bộ. Hai bộ XL. À còn một bộ. Bộ cô gái còn một bộ size L 60 đến 70 kg và còn hai bộ XL 70 đến 80 kg. Phết phết ô vuông đen cho em rộng xíu. Còn có một con Mido. Còn có một con chị 80 kg chị mặc thoải mái đó Mido à. Rồi 80 ngàn của Mido nè. Phát đen là 80 ngàn của Mido nè. Cái con đó em mặc màu tím nó còn đẹp hơn cả màu đen nữa. Đẹp, hồi bữa mặc con đó mặc đầu tiên con có tay ông Phước ổng đi tới đi lui ổng cứ tắm tắt hoài. Rồi đây nè mấy chị. Bộ cô gái này vải thì em nói với mấy chị là 10 điểm kể cả áo với quần. Áo này là in nè, nhà em in nè ha. Rồi kèm với quần nè mấy chị. Kèm với quần nè. Hơi bị xinh nha mấy chị. Hơi bị xinh. Hơi bị xinh là hơi bị sang bịnh ha. Rồi chốt giùm em bộ chữ N mấy chị, có quần chữ N nè. Và bộ này em còn 3 bộ, 1 bộ size L và 2 bộ XL ha. Cho nên chị nào chốt thì chốt giùm cho em nha. Chị nào chốt cái em hai cái đen. Em hai cái đen, một cái XL, một cái L, rồi lấy thêm cái XL nữa đi. Ngọc Hương Trần là 90 ngàn, lấy thêm con XL nữa, áo đen nãy giờ bị lấy 90 ngàn á. Áo đen dày à, coi kiểm tra thử đúng không nha. Cái Chanel đó em lấy cho chị 10 cái trắng với 10 cái đen luôn đi bé. Ấy lộn, ấy lộn 5 cái trắng với 5 cái đen. Chị nào chốt bộ cô gái này 220 sale 130 chốt nha. Yên còn có 3 bộ thôi ha. Yên còn 3 bộ. Áo đen XL của chị Bùi Diễm Huyền. Ông ấy mới đưa cái bao lên luôn đi Bi. Đưa cái bao lên trước luôn đi. Bi không muốn giảm cân. Bi đang muốn giảm cân hả? Thì bữa nay chị đi săn quần, chị săn cho mấy con quần size nhỏ nhỏ eo 80. Dạ. Mốt liền. Bộ cô gái của Trân Lê nè, giờ đem lên mai chốt nè. Trân Lê 130 nè. Xếp lại Bi. Ừ giờ xong rồi xách cái bao lên là không ai chốt đâu thiệt. Tại do ông Bi nó ăn ở mấy chị. Ở đây mấy chị có muốn em sale đồ tắm không? Em sale cho vài chục. Hàng này là 200 ngàn. Em sale cho vài chục một bao bự luôn. Rồi có chị nào chốt áo nó nữa không? Một bao đồ tắm. Rối lòng á. Cố lòng ti chưa trả nha. Một bao đồ tắm rồi sale cho 80 ngàn cho hết hàng nha mấy chị. Sale cho 80 ngàn hết hàng. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị chứ hơi bị đẹp luôn á mấy chị. Hơi bị đẹp.
em lấy một bộ để dành em mặc nè, nhưng mà cái quần thì mình em mặc không được cái quần này, tại vì cái đùi em á, cái chỗ chỗ háng, cái chỗ háng đùi em nó bị cô gái 80kg của chị Võ Hạnh 130. Bộ này đẹp lắm nha chị Võ Hạnh. Bộ này chị Võ Hạnh về mặc là nội, cái vải không là mai mốt mình đi kiếm cái vải đó của cái bộ dài giống vậy mình kiếm không ra. Mà con xưởng em nó đứt dây lắm mấy chị, có khi nó may vải này đẹp, có khi đợt sau kia nó may lại gần giống mã, gần giống để bán. Nó may vải như cái quần què vậy, cho nên là coi như mình hên xui đi mấy chị nha. Rồi sale 80 ngàn này, coi cái quần nè. Nhưng mà ý yên thì không mặc được, cái quần này thì nó ôm hết bờ mông mấy chị mà nó không có nhỏ nha. Và bộ này á, nó từ khoảng cỡ 65kg đến 85kg vừa. Và em thông báo với mấy chị là cái bộ này, nguyên một bộ này là 200 ngàn mà sale 80 ngàn mà form rất là đẹp. Cái quần này nó kéo tới rúng hoặc là trên rúng, cho nên khi mấy chị mặc cái này ra, khi cái này chị mặc cái bộ này lên á, nó sẽ làm mấy chị nó không có cách bụng bao nhiêu, nó chỉ có ló một cái khe vậy thôi ha. 80 ngàn của Trân Lê nè. Để Yên coi thử còn size nhỏ không nha. Còn size nào nữa không? Cái bộ này số lượng rất là ít nha, cho nên chế nào chốt bộ này thì chốt liền, nó được có 2-3 bộ thôi. Bộ này khác. Rồi bộ này của Trân Lê nè. Trân Lê. Đồ tắm của chế Đăng Quyên. Trời ơi, đi kiếm cái áo dúng giày nó không ra đâu nha mấy chị. Đi kiếm cái áo như thế này nó không ra đâu đó. Rồi Đăng Quyên 80 ngàn. Bộ tắm của chị Ngọc Giang. Cái này mà mua thêm một con đầm áo lưới á chị, đầm lưới mặc ở ngoài nữa là mặc con này ở trong là thoải mái, khỏi còn che đẩy gì hết trơn hết trời á. Chị Đăng Quyên mà chưa có cái áo tắm, cái áo đặc, cái đầm lưới để mặc bên ngoài thì nói em lên cho hàng Việt Nam xuất khẩu luôn. Còn Ngọc Giang phải không? Rồi Ngọc Giang nè, ồ lộn, mém chút nữa lộn rồi đó Giang. Qua kiểm tra hai mã cho tụi đúng không nha. Tại vì nó có cái màu dúng nè bà nội. Thay bịt rồi, đúng rồi. Đi thay bịt rất là giỏi. Rồi bộ này của Ngọc Giang nè. Cái quần này lưng cao mặc sướng lắm nha. Rồi của Ngọc Giang nè. Ngọc Giang. Rồi Yên có một mẫu đồ tắm liền nè mấy chị. Mẫu này mà chị nào mà 65kg thì không nên mặc nha. Chị nào mà khoảng cỡ 75kg đến 90kg nên mặc con này. 75kg đến 90kg hơi bị đẹp luôn ha. Xeo 80 chốt giùm em sọc liền quần. Chốt giùm em sọc liền quần mấy chị. Chị ai bay tự dậy hay là sao vậy? Rồi xong lên cho mấy chị nè. Sọc áo và sọc quần. Sọc áo và sọc quần size nhỏ nè. Trân Lê, Trân Lê đổi qua bộ này đi Trân Lê ơi. Bộ kia Trân Lê mặc bị rộng, hơi rộng tí đó ha. Tắm à? Tắm sọc là liền quần đó hả chị Dung Kim Ngô Thị? Dung Kim Ngô Thị 80 ngàn nè. À cái gì qua nè, Trân Lê lấy bộ này nè Trân Lê. Nó làm phong quần đẹp không? Bộ này size bé nè Trân Lê. Bộ này là mặc khỏi đánh tuột vú nè. Bộ này Trân Lê 60-65kg lấy bộ này nè. 60-70kg lấy bộ sọc này nha. 60-70kg lấy bộ sọc này ha. Trời ơi quá rẻ luôn trời ơi, 200 ngàn sale 80. Nè đổi cho Trân Lê đi nè. Chứ không kia sống vô quýnh tụt vú. Trời ơi má ơi, hôm qua bà hôm qua chị Trinh á. Bà hôm qua em kia bà lấy áo tắm mà quên. Hồng Ngọc sọc sâu á hả chị Hồng Ngọc. Sọc sâu còn nghe chị đây nè. Sọc sâu nè. Chị nào mua đầm lưới mặc ở ngoài thì báo em. Nè sọc sâu của chị Hồng Ngọc. Chị Hồng Ngọc bộ sọc sâu 80 ngàn. Còn chị Ngọc. Nó nhiều mẫu lắm, nó một bao đủ màu lộn xộn luôn. Rồi Yên lên cho mấy chị một bộ tắm màu xanh. Tự nhiên sao gì ta, để chút nữa về mặc, để chút về chụp hình bán cho sao đi bán sale vậy ông. Rồi một bao nhiều màu quá trời luôn á. Một bao này để về mấy lùn ấy đi con. Đưa dễ xả của chị Hồng Ngọc đi. Để chị Hồng Ngọc
Ok không chị? Ok là bán cho chị xong rồi đó. Có cái bao đồ tắm luôn á. Chứ cái bao này nhiều mẫu đẹp quá trời luôn. Đó. Cho chị Hồng Ngọc có màu đẹp nữa chứ. Đừng lấy đen mấy chị đây nè. 80 luôn nè. Chị nào mà 70 đến 80 kg lấy cái loại này nè. Có dây kéo nè. Nhưng mà bán 100 ngàn mã đen này nha. Mã đen này bán 100 ngàn 70 đến 80 kg. Cái mã của chị Hồng Ngọc ra đi tắm biển hơi bị đỉnh. Tại vì tắm biển mà mấy chị đâu có mặc đồ lặn lặn được. Em nói thiệt, tắm biển mấy chị mặc càng nổi thì nó càng đẹp. Nó như vậy á. Mặc càng nổi thì nó càng đẹp. Rồi em cất bao này nha. Bao này là bưng ra trước nè Bi. Bi. Bao đồ tắm này bưng ra trước để dành cho Bi luôn. Không gì, mẹ kêu Bi thôi, không kêu con. Rồi em còn một con quần jean. Size này là 60 đến 68 kg. Con này là 220 yên xe 160 quần 9 tấc nè. Quần 9 tấc nè mấy chị nào chốt quần 9 tấc chốt lên giúp giùm cho em quần 9 tấc ha. Quần này là 200 rồi con tí giữ lấy ly nước ở trong phụ mát con ly nước tím. À, cái quần này thì sale cho mấy chị với giá là 160 ngàn. Con giống Hồng Ngọc hết rồi chị, có con sáng màu của chị Hồng Ngọc chốt và chị Vũ Hầu ơi. Rồi yên lên cho mấy chị mã này. Mã này 80 đến 90 kg yên sale cho mấy chị 120 luôn ha. Còn đúng một con. Cho nên chị nào chốt mã đầm cam đất này chốt tranh thủ nha. Đầm cam đất 280 sale 120 còn đúng một con. Size 80 đến 90 kg mấy chị. Ở sau này là cái dây này là mấy chị cột lại để nó khỏi rớt hai bên vai xuống ha, đừng quan tâm. Rồi đây nè. Mấy chị coi phơm đầm với mẫu đầm nè. Đẹp bà cố nậu luôn. Đây, 80 đến 90 kg mã đầm cam. Chị nào chốt mã đầm cam chốt lên giúp giùm em. Dạ đầm cam này size 80 đến 90 kg nha mấy chị nha. Đầm cam size 80 đến 90 kg cho nên chị nào chốt thì chốt giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mã giùm 260 xe mấy chị 160 ngàn, đưa móc gỗ hay con. Giùm này có đủ size nè mấy chị. Giùm này có đủ size cho mấy chị luôn ha. Giùm này đủ size. Giùm này từ hình như 60 đến 92 93 kg. Rồi giùm này mấy chị mặc lên sang giữ sang dằn lắm mấy chị. Mặc lên sang bà cố luôn nha mấy chị. Cho nên chị nào mà chưa chốt cái con dùm này thì tranh thủ chốt con dùm ha. Bộ dùm này cũng hết rồi không. Rồi chị nào chưa chốt dùm thì chốt dùm em dùm. Bộ cô gái cũng hết rồi. Trời má ơi bán hàng sale đắt quá. Rồi lên tiếp bộ công sở này được. Rồi lên tiếp cái mấy bộ công sở mà mannequin mặc nha mấy chị. Ở xa cái mấy chị nhìn không có rõ cái màu đen của con chân váy đúng không? Rồi em dơ gần ra mấy chị coi nè. Mấy chị coi cái bộ nè. Nó làm cái form với cái áo lên em nói với mấy chị là 10 điểm chất lượng luôn. Nó làm không si nét nào và caro này co giãn nha. Rồi mấy chị coi cái con chân váy dài của nó nè. Mấy chị coi cái con chân váy xích ly của nó nè. Mà ở trong nó có quần nha. Ở trong nó có quần cho mấy chị nữa nè. Bộ này 300. Bộ này mà mấy chị có đường link TikTok bên em á vào mua đi. Nó đao xuống giá có 200 hoặc 220 tùy cái thời điểm nha. Cho nên chị nào muốn mua bộ này qua TikTok mua. Mà có free ship hay không thì bên đó em không biết nha, tùy mỗi đơn á. Và bộ này là 300 ngàn này mà em thấy khi đăng bên TikTok á. Xếp lại em chị bộ này. Nó còn giá chỉ có 200 ngàn, mấy yên coi nó chỉ còn giá 200 ngàn thôi. Đó cho nên á. Là chị nào á mà muốn mua con này á thì tranh thủ mua nghe mấy chị nha. Chị nào muốn mua con đó thì tranh thủ mua. Rồi lên tiếp đồ cho mấy chị nha. Lên tiếp đồ cho mấy chị. Lên cái gì đây? Tại em muốn sale cho hết để em dập hàng về luôn á mấy chị. Cho nên thời điểm này là cứ bung đồ sale cho nó bớt đồ. Còn về phần trả nhà thì em đang suy nghĩ là không biết trả được hay không. Tại vì đồ quá nhiều mấy chị. Cái nhà ở thì nó quá bé. Nó bé xíu à. Đó mà giờ mà đưa hàng này về một cái là chết ngắt luôn. Rồi em lên cho mấy chị một mã áo rêu nè. Mã này phải từ 80 đến 100 kg. Cho em xem xếp sau chị đi đó. Là cái đầm em là cái bộ em mới
vừa đưa lên thật thì luôn á chị Diễm. Nó làm ở dưới chân váy xếp ly nhưng mà có quần bên trong luôn, và áo áo sơ mi ở trên thì caro phối với đen có co giãn nha mấy chị nha. Set đó có size 60 đến 100 ký. Rồi áo này bán với chị 50 ngàn nè. Chị nào chốt áo rêu chốt giùm em áo rêu 85 đến 100 ký, áo rêu để treo lên luôn. Áo rêu 85 đến 100 ký. Em lên cho mấy chị một con công sở tím nè mấy chị. Em lên cho mấy chị một con công sở tím bán sale cho mấy chị 50 ngàn. Công sở tím. Chị nào chốt công sở tím chốt lên giúp giùm em ha. Chị nào chốt công sở tím chốt lên giúp giùm em công sở tím. À, công sở tím gì quên rồi. À, khoảng cỡ dưới 82-83 ký nha, bán mấy chị 50 ngàn công sở tím. Chị nào chốt công sở tím chốt giùm em 50 ngàn ha. 50 ngàn công sở tím. À, set đó 300 á chị Hồng Diễm. Set đó 300 mà nếu chị có TikTok bên em, chị qua TikTok chị mua, em thấy nó để giá hỗ trợ có 200 hoặc 220 à. Đó. Dạ tím của Trần Tuyền nè, 50 ngàn tím của Trần Tuyền. Trần Tuyền tím, coi thử trên đó size gì vậy Bi? 1X. Rồi con này bự hơn nè, con này 90 kg nè, con này 2X nè. Con này 90 kg nè, con này 2X mấy chị. À gì quên rồi. Dạ 50 ngàn luôn nha. Bán cho hết cái lô này để em dập này, trong tuần này hoặc tuần sau em dập đồ về, chứ bữa giờ dập hơi yếu mấy chị. Nhưng mà em đợi rút hàng tiền về rồi rút hàng lại, chứ cứ dập hoài về rồi cứ chồng chất lên nhau, rồi nhiều lúc mình bán cái mã hàng đó mình đâu có nhớ mấy cái này, là chút là lấy móc kêu lên nè. Mình không có nhớ hàng mấy chị, cứ nhập về xong rồi cuối cùng lại thành hàng sale ấy. Rồi em không nhớ mà giờ để lâu thì buộc lòng em phải sale kiểu em vậy đó. Rồi em lên cho mấy chị bộ yếm này sale 100 ngàn, là chị nào chưa chốt thì chốt nha. Em nhận hàng rồi đẹp trời, bà Vi Hà bảy lúc nào bà cũng dễ chịu hết trơn. Cái bộ đuổi 140 đẹp đúng không? Bộ đuổi còn nè. Rồi bộ này là bộ yếm 220 sale 100 nè. Mấy chị chốt bộ yếm xanh kèm số ký cho em nha. Mấy chị chốt bộ yếm xanh kèm số ký giùm cho em. À, bộ này may ở trước hai lớp cho nên mấy chị sẽ không có thấy bụng và thấy này. Form là form chữ A cho nên khi mấy chị mặc nó sẽ che bụng rất là tốt. Bộ này 220 sale 100. Chị nào chốt bộ yếm chốt lên giúp giùm cho em bộ yếm kèm số ký nha mấy chị nha. Yếm kèm số ký. Số ký kèm với yếm nha. Rồi lên cho mấy chị một mã sơ mi bi bi đổi bỏ trước rồi bụi quá trời. Lên cho mấy chị mã sơ mi nè. Mã sơ mi thôi bán luôn 50 ngàn. Trời ơi mã này ủi lên một phát, em nói mấy chị đẹp lắm ngay. Đi giặt đồ mấy chị cầm áo vũ một cái đùng ra con xà lông liền. Rồi lên áo này cho mấy chị là bán 50 ngàn áo hoa. Áo hoa đậm, áo hoa xanh đen. Con này chắc khoảng cỡ dưới 80-82 kg. Con này nếu đón không lầm là dưới 80 hoặc 82 kg. Rồi chốt giùm em áo công sở xanh mấy chị. Áo này hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Con này bán cho mấy chị với giá là, nó là cổ tim á, tại vì có cái áo ở trong mình á. Ở áo này sơ mi hoa của chị Vũ Mậu 50 ngàn. Ai mua cục thịt đâu mấy chị? Ai mua cục thịt mỡ không? Thịt mỡ không mua chứ thịt mỡ không mua. Trời ơi gớm dữ rồi mấy chị, có mấy chị có giống em không mấy chị? Trời ơi bởi xa cơ nơi chiến trường họ tiền nên gió đâm xóa đành chia tay dịnh diện. Yeah. Một thùng ở sau đây nè. Đổ bỏ ở đâu sao à? Xí sẵn hả? Rồi Yên có một con quần size 90 đến 100 kg nè mấy chị, bán 50 ngàn. Size 90 đến 100 kg bán 50 ngàn quần sọc. Chị nào chốt quần sọc chốt lên giúp giùm cho em quần sọc nha. Nè cái áo này hồi bữa ai hỏi nè, ai chốt một con rồi hỏi còn con nào không. 60 ngàn áo đen tay dài nè, mà con này size bé hơn nha. Con này size khoảng cỡ 75 kg đến 90 kg thôi. À, quần này size bự nha, chị Đăng Nguyên size tới 100 kg luôn á. 50 ngàn của chị Đăng Nguyên. 90 đến 100 kg có một con chị. Cái áo này nè, trời ơi má ơi em bị khùng rồi. Nè chị nào 100 kg có áo thun rộng nè. Có áo thun rộng nè. Rồi chốt con áo thun rộng này cho Nguyễn Nguyễn Ngọc Anh gì đó đi. Ờ à, nè nè, áo này là tính 60 ngàn của chị Đăng Nguyên trước nè. Rồi áo đen này cho chị Nguyễn Minh Anh 60 ngàn nè. Nguyễn Minh Anh ghi tay. Nguyễn Minh Anh 60 ngàn ghi tay. Cái áo tay dài, áo này chị nào mà 100 kg là hốt vô là trúng một khúc nè.
Bởi vậy em cứ bỏ nhiều bao đồ, em về liên tục em bỏ vô bao đồ á, cái xong rồi nó cứ bị quên hoài luôn á, nó bị quên hoài luôn á mấy chị, bị quên xong cái lâu lâu lôi ra cái bị hàng xeo, bị giống con điên lắm, giống con điên y chang luôn. Nè chị Đăng Quyên lấy áo này nè, xeo cho 60 vải đẹp lắm chị Đăng Quyên, rất là đẹp luôn. Chốt giùm em áo xanh, áo xanh xeo cho mấy chị 60.000 vải đẹp vô số kể, vải đẹp cực kỳ, vải đẹp không có lối thoát đâu mấy chị, cho nên chị nào chốt thì tranh thủ chốt nha. Bán cho mấy chị con sơ mi xanh rồi, bán 50.000 sơ mi xanh luôn, con này dưới 85 kg sơ mi xanh ngọc, màu hơi bị đẹp, form hơi bị đẹp và vải hơi bị đẹp nha, con sơ mi xanh này nè. Cho nên chế nào chốt thì tranh thủ chốt nhanh ha, chốt giùm em là sơ mi xanh 50.000. Rồi lên cho mấy chị xếp bộ nè, chốt giùm em là bộ đi bộ lụa, chốt giùm em là bộ này là bộ quần gì ta, quần bò nha mấy chị, bộ đây bộ quần vàng. Rồi cái này là vải in nhà em nha, vải không co giãn, vải lụa may trừ hao rồi ha. Rồi chốt giùm em là bộ bộ quần vàng, áo đen tay dài lấy cho chị Đăng Quyên rồi. Rồi đây nè mấy chị, quần là form chữ A, bộ này là 200 nha mấy chị nha, bộ này 200.000. Chị nào chốt bộ này 200 chốt lên giúp giùm em bộ 200 kèm số ký ha mấy chị nha, bộ 200 kèm số ký. Chị nào chốt bộ 200 kèm số ký chốt lên giùm em bộ quần màu bò, màu vàng. Rồi yên lên cho mấy chị bộ quần màu bò, bộ quần màu đen nữa nha mấy chị. Xong 4 mã này là em xuống like nha, em xuống like cái rồi 12 giờ ăn cơm xong em like tiếp mấy chị. Rồi yên lên cho mấy chị bộ quần màu bò, màu này là màu bò nè mấy chị, màu này hồi nãy là màu vàng ha, vàng bò đậm nhưng mà em kêu màu vàng đi. Bộ đây là bộ màu bò, chị nào chốt bộ màu bò chốt giùm em bộ này 200. Bộ này vải áo và vải quần không co giãn mà đã may trừ hao, cho nên mấy chị cứ yên tâm mà lên lầu lấy cho chị cái đầm mà đầm rớt rớt vai á, để ra giao cho cái con nhỏ làm neo một cái đầm đỏ rớt vai mà chị hay mặc cái màu đỏ với cái màu đen á. Bi tay L nằm trên lầu ấy. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ đây là quần rêu nha mấy chị. Ý yên còn một bộ 80-90 kg, bộ vét, bộ đề 320 mà sale 100.000. Cái chân váy quần nó hơi bị lem màu của cái đầm của cái con áo khoác laser, nhưng mà khi mấy chị mặc lên người ta không có thấy, chỉ có mình nhìn gần mình mới thấy thôi. Và còn một bộ size 80-90 kg, để yên đưa lên cho coi. Rồi chốt giùm em bộ rêu nè mấy chị, bộ rêu kèm số ký, bộ này xinh lắm. Ý Yên có để một bộ đi mặc nè. Rồi bộ rêu kèm số ký nha, chị nào chốt bộ rêu, bộ rêu kèm số ký chốt lên giúp dành cho em bộ rêu kèm số ký. Chị Đăng Quyên lấy đầm rin nè, chị Đăng Quyên lấy ở lộn, lấy bộ rin nè này, bộ laser 80-90 kg nè, chị nào 92 kg cũng vừa nha. Nó gồm 3 món đó chị, nó gồm một cái con chân váy quần nè. Trời ơi, tại vì em á, để gần thì em thấy nó thôi, chứ thật sự mấy chị mặc lên không có thấy nha. Đây kèm một con áo dây nè, nội con áo dây không cũng đủ tiền nữa mấy má ơi, em nói thiệt, nội con áo dây không cũng đủ tiền nữa. Rồi kèm một gì, không phải củ yếm ngọc trai đâu, rớt tay á, cũng là củ yếm nhưng mà có cái tay rớt xuống màu đỏ với màu đen. Ừ, nó có cắt laser giọt nước á. Rồi kèm với lại một cái khóc laser nè mấy chị. Bộ này thực sự là 320, em trả kho cũng được, nhưng mà thôi xe cho mấy chị 100.000 đi. Nguyên năm thì mình cũng trả lỗ trả lẻ gì hết rồi, cũng có đồng lời dư mấy chị. Rồi chị nào chốt cái này thì chốt lên giúp giùm em nha, chị nào chốt bộ cánh sen này chốt lên giúp giùm cho em, sale cho mấy chị với giá 100.000. Còn hôm nay mấy chị không lấy thì em để con áo dây này là em mặc. Đúng sai lờ, bỏ anh bàn đi. Má giao hàng kêu thằng Ti ra nói, kêu thằng Ti là coi như khỏi nói luôn, khỏi nói gì thằng Ti luôn. Khỏi nói gì nó. Rồi Ý Yên lên cho bộ rin nữa, rồi Ý Yên xuống like nha mấy chị. Bộ rin này là 320.000 mấy chị. Bộ rin này 320, chị nào chốt bộ rin này 320 chốt lên giúp giùm em bộ rin 320. Bộ rin này có size nha mấy chị, hơi bị đẹp. Bộ này là hàng Quảng Châu mấy chị ơi, bộ này là hàng Quảng Châu ha,
Chị nào chốt bộ Rin Hàng Quảng Châu chốt lên giúp dùm cho em Rin. Rin Hàng Quảng Châu kèm số ký. Chế nào chốt bộ Rin thì chốt dùm cho em nha. Em nói thiệt á, trên đời dưới giếng á, nó nói quỷ chồng em không bao giờ lớn. Em coi em 14-2 chút nè. Đó, 14-2 chút nè, chịu nổi không? Đó, trái dừa. Thấy chưa mày? Thấy chồng tao đẻm đen không? 14-2 chút nè. Nay rằm hả mấy chị? Nay rằm á. Đó, má ơi là trời. Đó, chút qua chút 14-2 chút vậy. Rồi, tắt máy cái về ăn cơm xong rồi qua live tiếp nha mấy chị nha.